Thưa quý vị, thưa các bạn, logistics và thương mại điện tử đang bùng nổ và là xu hướng phát triển tất yếu. Sự kết hợp của hai lĩnh vực này tạo ra một ngành kinh doanh mới đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới, thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư và những người khởi nghiệp tại Việt Nam. Tại Việt Nam, logistics là hoạt động thương mại bao gồm nhận hàng, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa. Còn nói đến thương mại điện tử là nói đến nền tảng công nghệ, nhưng thực ra ngành này bao gồm hai mảng kinh doanh lớn. Một là kinh doanh nền tảng, nơi các dịch vụ web tạo nên một hệ sinh thái chung nhất cho cả người bán lẫn người mua, và hai là kinh doanh dịch vụ hậu cần. Các nhà phân tích cho rằng, dịch vụ hậu cần logistics chính là nút thắt cổ chai đối với các công ty thương mại điện tử. Việc ứng dụng công nghệ để phá những nút thắt cổ chai đó đang trở thành một cuộc tranh đua quyết liệt, có thể xem là cuộc chiến công nghệ hậu cần. Theo khảo sát của Bộ Công Thương, khó khăn lớn tác động tới sự phát triển của hai ngành này là môi trường pháp lý, cơ sở hạ tầng, phát triển thị trường và nguồn nhân lực. Logistics phục vụ thương mại điện tử cũng gặp những khó khăn tương tự. Các chuyên gia cho rằng, thương mại điện tử muốn phát triển không thể thiếu các dịch vụ logistics có chất lượng, nhưng với tốc độ phát triển của thương mại điện tử như hiện nay thì logistics đáp ứng như thế nào đang là vấn đề được đặt ra. Thương mại điện tử thì đang phát triển và liệu rằng là các doanh nghiệp logistics có nắm bắt được cái cơ hội này hay không? Thì cái đấy phụ thuộc rất vào nhiều yếu tố. Nhưng mà ở góc độ của tôi nhìn nhận ấy, thì ngoài những cái yếu tố liên quan đến các quy định của pháp luật, các nền tảng và các khung pháp lý đã được thuận lợi hay chưa trong việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp logistics phát triển, thì chúng ta cần phải để ý đến những cái yếu tố khác như là yếu tố về công nghệ. Thế thì công nghệ là một rào cản cho những cái doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam mà tham gia sâu vào lĩnh vực về thương mại điện tử. Thực tế cho thấy, tỷ lệ chi phí dành cho dịch vụ logistics và chuyển phát khá cao trong giá bán trực tuyến các sản phẩm hữu hình đang là một trong các yếu tố dẫn tới giá mua hàng trực tuyến chưa thấp hơn đáng kể so với mua hàng theo phương thức truyền thống, đó là chưa kể đến chất lượng dịch vụ chuyển phát chưa cao. Hiện đã có một số doanh nghiệp đã tạo nên liên kết bước đầu nhưng thiếu chuyên nghiệp, không đánh giá hết vai trò của công nghệ nên hiệu quả hợp tác chưa cao. Và chúng tôi sau hơn khoảng 5 năm hoạt động tại Việt Nam đã đúc kết được những khó khăn cũng như là những trở ngại và thách thức dành cho thương mại điện tử và xác định rõ logistics vận chuyển chính là xương sống của một sàn thương mại điện tử. Thì bốn trở ngại thách thức chính là độ phủ rộng rãi của hệ thống logistics tại Việt Nam. Điều thứ hai đó chính là chi phí vận hành khá là cao đối với một hệ thống vận chuyển tại Việt Nam có độ phủ rộng khắp cả nước và toàn quốc. Thử thách thứ ba đó là hình thức thu hộ bằng tiền mặt COD tại thị trường Việt Nam đang là một vấn đề khá là lớn và hầu như là tất cả nhà vận chuyển lớn đều không có thể đáp ứng được nhu cầu này dàn trải và phổ biến đến tất cả các doanh nghiệp mà có lượng giao dịch nhỏ hàng ngày. Và yếu tố thứ tư mà chúng tôi nhận thấy được rằng đó là chất lượng về dịch vụ vận chuyển hiện tại chưa được đồng nhất và đã có những cái sự nổi trội vượt trội dẫn đến việc rằng là kiểm soát về mặt chi phí cũng như là chất lượng dịch vụ vận chuyển đối với các sàn thương mại điện tử như sàn đỏ đang là một trở ngại rất lớn. Việc thiếu liên kết giữa doanh nghiệp thương mại điện tử và doanh nghiệp logistics là một điểm yếu của thương mại điện tử Việt Nam hiện nay và cũng làm mất đi cơ hội của doanh nghiệp logistics. Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả dịch vụ logistics nhằm hỗ trợ sự phát triển của thương mại điện tử đang là yêu cầu cấp bách.